kể cho em nghe. Tâm sự trong lòng của anh. Kể cả dì ba, người mà em yêu quý như mẹ ruột của mình cũng không hề hay biết. Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, Kỳ Lâm, một cô bé ngây thơ trong sáng, đến xin thọ giáo ở Võ Đường, anh cũng không biết đó có phải là tiếng sét ái tình hay không nữa. Mà anh vẫn âm thầm chịu đựng, không dám nói ra. Trong suốt một năm qua, giờ anh còn kể cho em nghe chuyện động trời về cái đêm đó nữa. Hơn một năm trời sinh hoạt ở Võ Đường, từ tình huynh muội đồng môn đã chuyển thành một tình yêu đơn phương. Âm thầm từ bao giờ anh cũng không biết nữa. Cho đến khi trước lúc anh rời xa quê hương, anh đã đến gặp Kỳ Lâm để tâm sự những điều thầm kín trong lòng của mình. Anh đã chứng kiến Kỳ Lâm với một người bạn trai đồng trang lứa thân mật chở nhau trên chiếc xe đạp cọc cặc về nhà, và đến khi qua Úc sống trong một hoàn cảnh mới, được dì ba thương yêu chăm sóc như là con ruột của mình, lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ và sự học hành gian dở của anh. Cũng như em thấy đó, anh coi dì ba như là mẹ ruột, người mẹ quá cố tái sinh. Cho đến khi gặp em, một cô gái ở quê nhà sang Úc du học, xinh đẹp, thông minh, trí tuệ tuyệt vời, anh lại bị tiếng sét ái tình lừa phỉnh. Lúc đó em là ánh hào quang rực rỡ, có thể xóa mờ kỷ niệm xưa tăm tối. Cho đến khi về Việt Nam gặp lại cố nhân, anh mới biết mình đã lầm. Thời gian 4 hay 5 năm không phải là phép nhiệm màu để anh có thể quên đi quá khứ. Em là một cô gái cực kỳ thông minh, đã thấu hiểu mọi ngóc ngách tâm tư tình cảm của người đối diện. Anh thành thật biết ơn. Rồi bây giờ anh tính sao? Anh có lỗi với em, có lỗi với dì ba. Hy vọng với lòng yêu thương máu thịt của dì và tấm lòng độ lượng cao cả của em, hãy tha thứ cho anh. Riêng bản thân mình, anh sẽ cố gắng hết sức không làm đổ vỡ niềm hạnh phúc đang có trong tầm tay để quên đi dễ dàng. Giờ thế này, em sẽ cố gắng cùng anh vượt qua để chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau. Cảm ơn em. Thôi tối rồi, để em đưa anh về khách sạn nha. Thôi em cứ lấy xe về, kẻo ông bà lo. Anh muốn ở lại đây để kiểm tra tình cảm của mình, thái độ của mình. Anh sẽ đón taxi về khách sạn. Anh
đừng có về trễ quá nha. Chúc em ngủ ngon. Ừ, anh cũng ngủ ngon. Lâm, anh có mua cho em hộp sữa nè, uống một chút cho khỏe. Chị Lâm, chị Lâm, anh Giang có sao không vậy? Tai nạn thì không sao, thần kinh thì cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà lại mắc một chứng bệnh khác. Bệnh khác? Là bệnh gì? Họ cũng chưa biết nữa, nhưng mà có thể Giang sẽ bị mất trí nhớ từ từ, tại vì cái tế bào não đã bị rối loạn rồi. Là sao? Tại sao lại như vậy được? Lâm, cháo cho khỏe nghe bác. Chứ để mất công Giang tỉnh lại mà không thấy bác thì... Bác cảm ơn, bác biết rồi. Có chừng nóng quá bác. Bác, bác ăn xong uống thuốc rồi vô nằm nghỉ nha. Con bây giờ phải vô bệnh viện thăm Giang rồi. Bác nhớ uống thuốc nha. Bác biết rồi mà. Dạ, thôi bác con đi.